thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện theo định hướng phát triển chính phủ điện tử hướng đến chính phủ số, trong đó từ tháng 6 đến cuối năm đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, thống nhất phát triển ứng dụng dịch vụ theo hướng dùng chung, phát triển kinh tế số, dịch vụ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trước hết, tăng cường sử dụng các nền tảng số quốc gia để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Sơn La. Do đó, các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện thành phố tập trung và đưa vào hoạt động của hệ thống trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC. Tổ chức kết nối, tích hợp để cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đáp ứng yêu cầu trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp tỉnh, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện, đồng thời triển khai thường xuyên các chương trình, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.